Chibu sẽ sớm trở lại Trung Quốc để trình diễn trong chương trình truyền hình trực tiếp Bữa tiệc đêm giao thừa của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam. Chibu là ca sĩ Việt Nam đầu tiên xuất hiện trong chương trình đón giao thừa của một trong những đài truyền hình danh tiếng nhất xứ Trung, diễn ra lúc 19:30 theo giờ địa phương, tối 31 tháng 12. Thông tin về màn trình diễn của nữ nghệ sĩ vẫn chưa được tiết lộ. Đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam Mango TV cũng là đơn vị sản xuất chương trình truyền hình đạp gió 2023, tên đầy đủ là Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng. Vì vậy, Chibu cũng sẽ có dịp gặp lại những chị em của mình như Ella, Amber, Tống Thiến, Lý Tư Đăng Ni mùa 2020 cùng host Huỳnh Hiểu Minh. Ngoài ra, chương trình cũng quy tụ dàn sao chất lượng nhất showbiz hiện tại như Vương Nhất Báp. Bữa tiệc đêm giao thừa của đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam là một trong những sự kiện được trông đợi nhất ở cả Trung Quốc lẫn các nước châu Á. Nhiều năm qua, rating của đài thường xuyên dẫn đầu thị phần bởi quy tụ dàn sao nổi tiếng cũng như các màn trình diễn được đầu tư rất hoành tráng. Chibu là nghệ sĩ Việt Nam duy nhất được mời tham gia đạp gió 2023, show thực tế ăn khách top đầu xứ Trung. Sau hơn 3 tháng nỗ lực ở Trung Quốc, cô có tên trong danh sách các chị đẹp được ra mắt nhóm nhạc sau chương trình. Thừa thắng xông lên, người đẹp mở nhà hàng phở Hương Vị Bắc tại Thượng Hải, góp phần quảng bá ẩm thực Việt.